và đá. 6 câu chuyện ngắn hay nhất về tình bạn, nghe mà thấm. Từ xưa đến nay, song song với những tình yêu đẹp, thì tình bạn cũng là một trong những tình cảm của con người rất đáng trân trọng. Ngươi bằng móng vuốt của ta. Chuột nhắt sợ hãi van xin. Xin ngài tha cho tôi sẽ không bao giờ quên ơn và tôi sẽ trả ơn ngài vào một ngày nào đó. Sư tử thấy rất buồn cười với lời nói của chuột nhắt, nhưng nó cũng thấy tội nghiệp.
sức lực cho một ngày làm việc, lao động, học tập vất vả. Tôi vốn quen dậy trễ, ăn sáng vội vàng qua loa, cốt để xế trưa mắt không hoa, bụng không đói. Bữa sáng chỉ có thế, thành một thói quen, một nhu cầu hay đơn giản, chỉ là vì sợ không ăn sáng sẽ bị mẹ mắng. Một sáng nọ, tôi dậy sớm, thủng thẳng ra đầu hẻm mua bánh mì. Thành phố buổi sáng không khí còn thoáng mát, nắng chỉ mới khẽ chạm chân, lên những tảng lá, nhẹ nhàng như vỗ về ai. Lại thấy hai sinh viên từ trong hẻm đi ra. Họ dừng lại bên xe bánh mì. Nhưng một cậu hơi lúng túng. Cậu mua đi, tớ không ăn đâu. Cậu kia ngạc nhiên, sao lại thế? Rồi như chợt nhớ ra, cậu à lên một tiếng. Nhận lấy ổ bánh mì của mình, cậu nhanh nhẹn bẻ ra làm đôi và đưa một nửa cho bạn. Chia đôi nhé, hạt muối bé tí khi cần còn xẻ đôi được, huống chi ổ bánh mì to đùng này. Cậu nháy mắt cười hồn nhiên. Hai người vẫn áo đồng phục, tay xách cặp, mỗi người cầm nửa ổ bánh, sánh vai nhau qua đường. Tôi bồi hồi trông theo. Nếu như lúc nãy cậu sinh viên kia không bẻ đôi ổ bánh mì cho bạn mà bỏ tiền mua thêm một ổ khác, có lẽ tôi đã không ngơ ngẩn đến như vậy. Ánh mắt ấm áp, nụ cười gần gũi ấy đã gửi lại một điều gì đó khiến bữa sáng tưởng quen bỗng hóa lạ lùng. Tôi như vừa khám phá một điều gì bấy lâu nay mình chưa từng nghĩ đến. Cũng một bữa ăn sáng, có người chỉ no bụng, có kẻ lại ấm lòng. Câu chuyện thứ năm. Một việc tốt dù nhỏ cũng có ý nghĩa rất lớn. Một ngày kia, Mark đang trên đường từ trường trở về nhà sau buổi học. Dọc đường, cậu thấy một cậu bé cũng trạc tuổi như cậu đang đi phía trước, làm rớt bọc đồ mang trên vai. Trong đó rơi ra rất nhiều sách vở, còn có cả hai cái áo len, một đôi găng tay, một cây gậy chơi bóng chày và một máy thu băng. Mark giúp cậu ta nhặt các thứ vung vãi trên đường. Và do cả hai cùng đi về một hướng nên Mark mang giúp cậu ta một ít đồ đạc. Vừa đi vừa nói chuyện, Mark được biết cậu ta tên Bill, rất mê các trò chơi điện tử, đang gặp phải rất nhiều rắc rối, học dở tệ với các môn học ở trường và vừa chia tay với bạn gái. Theo con đường họ đến nhà Bill trước, Mark được cậu ta mời vào nhà uống nước và xem một số bộ phim truyền hình. Buổi trưa hôm đó trôi qua tương đối dễ chịu với những trận cười đùa nho nhỏ và những cuộc nói chuyện tâm tình. Sau đó Mark trở về nhà. Từ đó cả hai tiếp tục gặp nhau thỉnh thoảng ở trường hoặc cùng đi ăn trưa. Rồi cả hai cùng đậu tốt nghiệp cấp 2 và giữ mối quan hệ bạn bè trong suốt thời gian nhiều năm sau đó. Khi những năm dài đằng đẵng ở trường trung học kết thúc, 3 tuần lễ trước ngày tốt nghiệp, Bill bảo rằng cậu có chuyện cần nói với Mark. Bill nhắc lại cái ngày cách đây nhiều năm khi họ lần đầu tiên gặp nhau trên đường đi học về. Có bao giờ cậu tự hỏi vì sao tớ mang vác quá nhiều thứ về nhà vào ngày hôm đó không? Bill hỏi và rồi tự giải đáp. Bữa đó tớ dọn dẹp sạch sẽ ngăn tủ cá nhân tại trường vì tớ không muốn để lại một đống hỗn độn cho người sử dụng sau tớ. Tớ đã đánh cắp một số thuốc ngủ của mẹ và hôm đó là lúc tớ đang trên đường về nhà để tự tử. Nhưng sau khi gặp cậu, nói chuyện cười đùa với cậu, tớ đã nhận ra rằng nếu tớ tự giết chết mình, tớ sẽ mất cơ hội vui đùa như đã có với cậu, và có thể sẽ còn mất rất nhiều cơ hội sau đó nữa. Cậu thấy đấy Mark, khi cậu giúp tớ nhặt những đồ vật rơi vãi trên đường ngày hôm đó, cậu thật ra đã giúp tớ còn nhiều hơn thế nữa. Cậu đã cứu sống cuộc đời tớ. Câu chuyện thứ 6. Vào lúc chập tối, một chú cừu đang chơi một mình trên sườn đồi. Bỗng nhiên, từ gốc cây sồi gần đó,
một con sói nhảy tới và lao vào định ăn thịt cừu. Cừu ta sợ quá, liền tháo chạy thoát thân. Nó vừa chạy vừa hét lớn để cầu sự giúp đỡ. Con bò gần đó nhìn thấy cảnh tượng con sói đang đuổi theo con cừu, cũng vội vã bỏ chạy. Chú ngựa cách đó không xa, nhìn thấy liền thục mạng bỏ chạy. Con lừa đang đi dạo gần đó, nghe thấy tiếng hét của cừu, liền lặng lẽ chạy xuống sườn đồi. Con lợn đi qua phát hiện con sói, cũng chạy nhanh thoát thân. Một con thỏ nghe thấy tiếng thét cừu ta, sợ quá liền ba chân bốn cẳng chạy trốn. Lúc này chú chó ở dưới sườn núi nghe thấy tiếng kêu của cừu, liền nhanh chóng chạy lên dốc từ sau đám cỏ và cắn vào cổ sói. Con sói bị phát cắn chí mạng, liền tru lên rồi bỏ chạy. Sau khi trở về nhà, các bạn bè đều tới hỏi thăm cừu. Chú bò nói: "Sao anh lại không nói với tôi, gốc tôi đứng có thể móc được ruột của con sói?" Ngựa cũng nói: "Sao anh không chạy đến chỗ tôi, một cú đá của tôi có thể khiến con sói vỡ đầu." Chú lừa nói: "Sao anh không tìm tôi, chỉ cần tôi kêu lên là sói sợ mất mật." Lợn lại nói: "Anh phải chạy đến tìm tôi chỉ cần dùng mõm là đẩy nó rơi xuống vách núi ngay." Thỏ nói: "Tôi có thể làm mất sự chú ý của sói." Trong nhóm bạn đang rầm rầm tranh nhau cởi phần, chỉ có một mình chó là không có mặt. Đôi khi sự bận rộn của cuộc sống cuốn chúng ta vào, khiến con người dần trở nên lãnh cảm. Tuy nhiên, trong một giây phút nào đó, khi bạn thấy cô đơn, trống trải, bạn mới thấy việc có một người bạn bên cạnh ý nghĩa đến nhường nào. Đó là người hiểu về quá khứ của bạn, tin tưởng vào tương lai của bạn và chấp nhận con người hiện tại của bạn. Sự tồn tại của một người bạn không phải là luôn nhìn thấy bóng mắt, mà là luôn cảm nhận bằng trái tim. Sẽ không dễ khi trả lời người khác về ý nghĩa của tình bạn, nhưng tự bản thân mỗi người sẽ hiểu được tình bạn có ý nghĩa như thế nào. Chính vì thế mà chúng ta hãy trân trọng tình bạn và giữ gìn nó thật tốt nhé.